Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa. Thời tiết rất là nắng nha. Thì mình đang có mặt tại thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ An. Và mình đang đứng ở trên cái con đường là đường Nguyễn Trãi, thành phố Vinh. Đây là con đường một chiều. Và cái con đường này đồng thời cũng là cái con đường quốc lộ 1A xưa cũ đi qua thành phố Vinh. Hiện nay thì nó trở thành con đường nội thị, nhưng mà cũng rất nhiều phương tiện giao thông Bắc Nam người ta cũng lưu hành đi qua cái con đường này. Vậy thì sau đây mình sẽ review một đoạn về cái thành phố Vinh gửi đến cô chú anh chị các bạn xem nha. Rồi nhà mình bắt đầu đây. Mình đang đứng ở lề đường. Đường này là đường Nguyễn Trãi nha. Ở giữa có bồn hoa. Nhưng mà nó cũng thấp thấp thôi, bồn hoa ở giữa đường á. Nó ngang đôi để trở thành đường một chiều á. Có thể con đường này là cái con đường nó chia đôi cái thành phố Vinh để làm hai phần, phần phía đông, phần phía tây á. Giờ mình sẽ di chuyển một đoạn nha. Khá trưa rồi, trước khi chuẩn bị là vào quán nghỉ trưa thì mình tranh thủ mình review. Trời quá nắng luôn, nắng xứ Nghệ này. Cảnh quan trên con đường này nó rất sầm uất nha. Nó thể hiện cái diện mạo của một cái thành phố cũng thành lập cũng khá lâu rồi, của tỉnh Nghệ An. Đó là thành phố Vinh, trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Nghệ An. Nhà cửa hai bên dày dày chi chít luôn. Cửa hàng cửa hiệu hai bên đường quá trời là nhiều luôn. Những năm qua và hiện nay thì mình được biết thông tin về thành phố Vinh cũng như tỉnh Nghệ An rất là phát triển nha, giàu lên nhanh chóng tỉnh Nghệ An. Nhà cửa phố xá rất là khang trang, to đẹp. Đường Nguyễn Trãi này chắc nó cũng khá dài đó, là cái trục đường chính. Thì thành phố Vinh cách thành phố Hà Tĩnh, mình nhìn thấy cái số là 54 cây, 54 km, nghĩa là tới Hà Tĩnh. Thì Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh là tỉnh lỵ của tỉnh Hà Tĩnh, được tách ra từ tỉnh Nghệ Tĩnh trước kia, gồm hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An hiện nay. Cũng giống như Nghĩa Bình tách ra thành Bình Định và Quảng Ngãi, rồi Phú Khánh thì tách ra là Khánh Hòa và Phú Yên. Trời nắng trưa cho nên là giờ này là cái giờ là nghỉ trưa đó. Cho nên ở ngoài đường rất là ít người.
đây có cái tòa nhà khá to, làm cái kiểu rất là lạ, cà phê đó, những cái cà phê, khách sạn, nhà hàng. Chỗ này là tới một cái vòng xoay, xoay đi cái hướng là đây, mình đi hướng thẳng. Ở tỉnh Nghệ An nó có một cái khu du lịch, đó là du lịch Cửa Lò. Thì từ thành phố Vinh này đi xuống Cửa Lò một đoạn cũng không phải là gần, chắc là khoảng chừng trên 20 cây số. Ra các tỉnh phía Bắc rồi mình cũng có dạo qua các cái thành phố, thì mình thấy là có lẽ là trừ thành phố Hà Nội ra, thành phố Quảng Ninh, còn lại thì ở cánh Bắc rồi. Từ các cái thành phố như Hà Nội ra là thành phố Quảng Ninh thì hầu hết còn lại thì những cái thành phố nó dù có to như vậy nhưng mà nó không hấp dẫn, không có thu hút khách du lịch được. Chị hàng ở trong miền Trung thì có thành như thành Nha Trang, là Quy Nhơn, là phải nói là những thành phố biển đẹp, Đà Nẵng nữa, thành phố biển tuyệt đẹp luôn. Các thành phố ngoài phía Bắc này không thể sánh kịp được. Và hiện nay có đến mùa du lịch là các cái thành phố như Nha Trang, là Quy Nhơn, Đà Nẵng, khách đến nườm nượp, ra đường là thấy khách du lịch tản bộ rồi đi taxi rất là nhiều. Mình ra phía ngoài này như thành phố Thái Nguyên, khách du lịch đến cũng ít lắm. Thành phố Thái Nguyên, thành phố Bắc Giang lại càng không có, thành phố Bắc Ninh cũng vậy. Chỉ là những cái thành phố là nó phát triển cái công nghiệp thôi, dịch vụ, còn hình như là công nghiệp là chính, nó không phát triển du lịch được, bởi vì cái vị trí, điều kiện tự nhiên, vị trí. Hà Nội thì là thủ đô nhưng được cái là có những cái yếu tố nó truyền thống rồi cổ xưa, cơ quan đầu não của Việt Nam xây dựng nhiều. Thực ra là khí hậu ở Hà Nội rất là khó chịu. Những ngày qua mình ở 2 ngày ở Hà Nội, thấy Hà Nội ban ngày nóng đã đành rồi mà về chiều tối cũng vậy, không thể mát được, quá nóng luôn. Bởi vì nhà cửa cao nhiều rồi nó chen chúc nhau, nó chật đó, không có thoáng được làm sao mát được. Mai nữa là nó xa biển, còn các cái thành phố ven biển như Đà Nẵng rồi Quy Nhơn, Nha Trang, mặc dù mùa hè buổi trưa nó cũng nắng nóng nhưng mà được cái gió biển nó cũng phất nó mát, rồi từ chiều ra đi vào đêm rất là mát nha, mát. Cho nên là khách du lịch ở trong nước, đặc biệt là cánh Bắc này, người ta đổ đi vào phía Nam, Đà Nẵng rồi Quy Nhơn, Nha Trang rồi Vũng Tàu, Phan Thiết, đó là những cái thành phố biển rất là hấp dẫn. Còn ở các cái thành phố ngoài Bắc này hầu hết là không hấp dẫn để khách du lịch đến. Mình đến thì mình thấy toàn là thấy là phát triển công nghiệp, trong khu công nghiệp quá trời nhiều luôn. Thành phố Nghệ An này phải, nó cũng khá to, rộng to. Hôm trước mình đi ra, mình vào cái trung tâm thành phố thì mình thấy khách du lịch nó cũng không nhiều, ít. Có thể là người ta đi xuống cái khu vực du lịch, khu Cửa Lò, chứ còn vào trung tâm thành phố thì người ta không có vào, bởi vì
giờ mình đi tiếp cái con đường này tiếp nha. Đến đoạn này người ta lại đặt tên khác rồi nha. Mình để mình xem cái tên gì. Đoạn này là đường Lê Lợi rồi. Lê Lợi. Và khu trong này có những cái tòa nhà cao này, của ngân hàng rồi. Các ngân hàng này. Hai bên cửa hàng cửa hiệu nhà cửa cao to đó. Nắng quá. Chỗ này là có một cái công viên, công viên cây xanh. Rồi để mình ngắm cái công viên cây xanh xem. Công viên cây xanh này thấy nó cũng to nè, cũng khá to nè. Nằm vào cái vị trí là giao nhau giữa con đường lớn này với hai con đường nhánh ở phía trong. Đường Lê Lợi, mình cứ đi thẳng cái đường này thôi nha, thẳng hướng vào Hà Tĩnh, vào phía Nam. Này, đây khu ngã tư, đây có hai cái tòa nhà lớn và chung cư. Bằng số 37 à. Đây những cái tòa nhà cao này. Chỗ này trung tâm rồi, có nhiều tòa nhà cao tầng, có cả chung cư nữa. Đây mình nhìn thấy một cái quán điểm tâm sáng sân vườn này, thiệt to đó. Quán này không biết có bán cà phê hay không. Quán làm kiểu nhà lá to kìa. Nhà lá điểm tâm sáng sân vườn. Ôi sao vắng khách quá. Vắng khách quá. Vào ngồi nó buồn. Xem có cái quán nào, quán vườn nào mát mát có võng vào nó mới thích à. Có võng không? Đây chung cư tại thành phố Nghệ An, chung cư nhiều, mình nhìn thấy chung cư nhiều đó. Những dãy chung cư mới rồi chung cư cũ rất nhiều. Chỗ này khách sạn nhiều nè. Hôm nay là khách sạn mưa, khách sạn Mường Thanh Sông Lam ở đây. Mường Thanh thì kinh doanh khách sạn đặt khắp nơi, rất nhiều tỉnh thành.
rất nhiều thành phố thì Mường Thanh đã đặt khách sạn. Ôi, khu này to, cái tòa chung cư cao, rộng, thoáng. Nhìn chung mình thấy đường phố của thành phố Nghệ An, thành phố Vinh thoáng, rộng. Không biết mình đi có đúng đường rồi, có đúng để mình đi vào thành phố Hà Tĩnh. Chỗ này cái ngã tới đây là tới thẳng cái chỗ Vinh rồi. Mình hỏi được không biết cái đường nào đây. Đây cái chợ của thành phố Vinh đây nha. Quá trời to luôn. Người ta làm ở cái đoạn giữa đây nè. Đoạn giữa đây là những cái kiosk gì đấy, cái những cái kiosk xếp nè. Cái ban đêm thì người ta bán ở đây gọi là chợ đêm. Mình hỏi xem đi cái hướng nào đây. Không biết được cái hướng nào thì đi ra đây không biết. Rồi mình để sang con đường lại con đường Trần Phú đó. Đó, và cứ theo hướng này thì đó, đi vào thành phố Hà Tĩnh đó. Không biết là cái trục đường này trước kia nó có phải là trục đường quốc lộ 1A hay không đây. Đường một chiều rộng. À đây có cái cây, cái cột mà cái cột mốc có ghi đúng rồi. Hà Tĩnh và thành phố Hà Tĩnh còn 40 mấy cây nữa. Nhìn tổng thể mình thấy thành phố Vinh to, rộng. Đường nhìn thấy đường, những cái con đường nó rộng như thế này. Có những cái con đường ngang như vậy nó rất là rộng. Trên đường này hai bên cửa hàng cửa hiệu quá trời luôn. Giờ mình di chuyển trên con đường này một đoạn nữa nha. Phía trước kia là nó có một cái gì trước kia, công viên hay sao. Chị mình đi thẳng đây đi vào Hà Tĩnh được đúng không chị? Dạ. À cảm ơn chị. Rồi cứ theo đường này đi vào Hà Tĩnh. Chỗ này nó có một cái công viên quá to luôn nè, công viên xanh đây vậy nè, công viên chỗ này là cái công viên lớn của thành phố Vinh này, quá to luôn. Rồi.
đến cái vòng xoay này. Vòng xoay ở kia là cái điểm nhấn của thành phố, hầu hết các thành phố người ta cũng đều xây dựng có một cái gì đó là cái điểm nhấn, cái làm nổi bật cái thành phố. Đây, trước đây Nghệ An hội nhập phát triển đây nó có cái bảng chỉ dẫn không? Một hướng mình đi là một quốc lộ 1A nè, Hà Tĩnh 48 cây, một hướng ra sân bay Vinh 7 cây, đi hướng về từ phải lại cái vòng xoay này, xoay thành phố Vinh. Vòng xoay này nhỏ mà làm cũng khá đẹp, nhỏ. Này phải chắc có lẽ là tâm điểm của thành phố Vinh đây. Con đường này là đường Lê Dũng. Đường Lê Dũng này. Chạy tí nữa mình xem mình có cái quán cà phê vườn là không, mình biết chắc là lẽ ra khỏi thành phố mới có quán cà phê vườn. Đây là trường đại học Vinh ở đây, trường đại học Vinh nằm ở đây nha, học Vinh. Chưa thấy có cái quán nào đây, chạy ráng một đoạn nữa. Đến này có cái bạn chỉ dẫn về trước đây, đến cái trạm thu phí
đặt tại tỉnh Nghệ An này, đặt sao mà gần với gần sát cái thành phố Vinh luôn. Đây này, trước này, trước là trạm thu phí này, có nghĩa là ở ngoài đi vào là phải mua, ở trong đi ra này. Trạm thu phí kia sát thành phố Vinh luôn. Vâng, thì mình xin kết thúc video này tại đây nha cô chú anh chị các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những video mới tiếp theo nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.